Xin chào tất cả các chị học viên đang trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Tài chính Kinh Ba. Thì Trung lại trở lại rồi. Và ngày hôm nay Trung sẽ mang cho các chị một món mới ha. Rồi, thì thời gian vừa qua là chắc chắn là các chị mình cũng đã chứng kiến được một cái trào lưu rất là thịnh hành của món trà trà mãng cầu tươi ha. Đó, thì món trà mãng cầu tươi á, vừa rồi á, là nó tạo một cái cơn sốt rất là hot luôn. Tất cả các chị chủ quán là bán rất là chạy. Có người thì bán là vài ký nào một ngày nè, có người thì bán vài chục ký, 100 ký đến cả 200 ký một ngày luôn. Thì đó là một tín hiệu rất là đáng mừng cho tất cả các anh chị chủ quán. Ngoài ra thì cũng là một cái tín hiệu rất là vui cho các cô chú trồng cây mãng cầu hơn. Có một cái năm rất là bội thu, nhưng mà bán nhiều quá thì nó cũng kéo theo nhiều cái khó khăn, đó là hiện tại là mãng cầu thì mua cũng hơi bị khó và giá được đẩy rất là cao, nên là có một số anh chị chủ quán là không bán nổi. Nên là bây giờ là Trung sẽ hướng dẫn cho các chị một tiếp tục là một món trong cái chuỗi là những cái món trà trái cây trong mùa hè năm nay. Thì ngày hôm nay Trung sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị một công thức có tên là trà măng cụt. Mình sẽ làm một ly trà măng cụt sẽ có là 3 tầng nha các chị, rất là đẹp và vô cùng là thơm ngon. Rồi, bây giờ là đến giai đoạn là chúng ta sẽ đi đến bước là chúng ta sẽ giới thiệu về các nguyên liệu. Đối với lại các anh chị nào mà mình đang quan tâm tới các khóa học hoặc là mua sách để chuẩn bị là mình học công thức để mình chuẩn bị mở quán, hoặc là anh chị muốn cập nhật món mới, hoặc là mình muốn quán của mình hiện tại là đang bán cũng hơi khó khăn một xíu và mình muốn đổi cái menu và mình muốn tìm kiếm một cái bộ công thức nó chuẩn vị, thì các chị mình có thể là xem cái clip chia sẻ về khóa học cũng như là mua sách của Trung tâm Tài chính Kinh Ba ở phía sau cái clip hướng dẫn làm trà măng cụt ngày hôm nay nhé. Thì các chị mình sẽ coi ở phía sau. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đến với bước mà chúng ta sẽ giới thiệu các nguyên liệu của món trà măng cụt. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đến với bước mà chúng ta sẽ giới thiệu nguyên liệu ha. Thì đối với lại món trà măng cụt thì chắc chắn là các chị mình sẽ không thiếu là măng cụt rồi ha. Thì măng cụt thì các chị mình sẽ mua những quả măng cụt, các chị mình nên bóp cho cái phần khi mà chúng ta lượm măng cụt á, thì các chị mình nên là bóp nhẹ cái phần vỏ ha. Nếu mà các chị mình thấy là vỏ nó sẽ có hơi độ mềm á, thì có nghĩa là măng cụt của chúng ta nó đã chín rồi. Ngoài ra thì các chị mình nên lật ở cái phần mà ở dưới đáy của cái phần trái măng cụt á, thì các chị mình sẽ thấy là nó sẽ có một cái hình hoa. Nếu các chị mình đếm đi, nếu mà cái quả măng cụt của chúng ta nó sẽ có nhiều cái phần cánh hoa, thì có nghĩa là cái phần mà thịt ở bên trong cái quả măng cụt của chúng ta nó sẽ có bấy nhiêu cái phần tép của cái phần măng cụt ha. Có nghĩa là ví dụ như là một trái mà các chị mình đếm là khoảng 7 đến 8 cánh hoa, thì các chị mình nên mua những cái loại đó. Tại vì là 7 đến 8 cánh hoa thì trong đây nó sẽ có những cái là 7 đến 8 múi, thì có nghĩa là cái phần hạt của chúng ta nó sẽ rất là nhỏ và chúng ta sẽ có được nhiều thịt cái phần măng cụt hơn. Còn nếu mà các chị mình mua mà cái phần mà hình cánh hoa này nó chỉ có từ 3 đến 4 thôi á, thì có nghĩa là cái phần múi của chúng ta nó rất là to và có nghĩa là cái phần hạt của nó rất là lớn. Nên là khi mà chúng ta dằn ra thì nó sẽ ít thơm hơn, và cái phần rùa thịt đó, thịt măng cụt nó sẽ ít hơn so với lại là cái những cái quả nó có cánh hoa là từ 7 đến 8 hoặc là 6 ha. Đó, nên là các chị mình lưu ý khi mình chọn măng cụt thì cái măng cụt của các chị nên mua măng cụt chín, đừng có mua măng cụt sống, và nhiều khi thì sượng và nó hay bị chảy cái mũ ra thì nó hư là chúng ta sẽ bị lột cốt nha. Lưu ý là khi các chị mua măng cụt. Tiếp theo là các chị mình sẽ còn có là quả tắc để chúng ta là gia tăng thêm cái vị chua cho cái món trà măng cụt của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ có thêm đó là lá bạc hà để chúng ta trang trí ha. Rồi, tiếp theo là bây giờ các chị mình sẽ cần có đó là trà ô long. Trà ô long thì Trung đang sử dụng là của thương hiệu là Minh Châu ha. Các chị mình sử dụng là trà ô long. Rồi, tiếp theo là các chị mình sẽ sử dụng là trà hoa đậu biếc. Trà hoa đậu biếc là Trung đang sử dụng của thương hiệu là Minh Châu luôn ha. Các chị mình sẽ sử dụng là trà hoa đậu biếc nè. Trên tay của Trung đó là đây là siro hibiscus, hay còn gọi là siro atiso đỏ ha. Thì nó được ủ lên men bằng cái cánh hoa của cây hoa atiso đỏ, và người ta sẽ ngâm với lại đường và người ta ủ trong vòng 1 năm thì nó sẽ thành phẩm là có được cái phần siro như thế này. Thì các chị mình sẽ sử dụng là siro của hoa atiso đỏ ha, để chúng ta sẽ tạo màu, và ngoài ra thì nó sẽ tạo cái mùi hương đặc trưng cho cái món của chúng ta. Thì đa số là cái món này á, thực ra là cái quả măng cụt của chúng ta nó sẽ không có thơm gì hết trơn á, nó chỉ có một cái thơm mùi thơm măng cụt nó nhẹ lắm, nên là khi các chị mình pha trà ra thì nó sẽ không có nghe mùi măng cụt luôn, nên là bắt buộc là các chị mình sẽ làm sử dụng một cái nguyên liệu khác để nó tạo cái mùi đặc trưng cho cái món của chúng ta. Thì chúng ta sẽ sử dụng là cái mùi của siro hoa atiso đỏ ha, nó sẽ tạo một cái mùi men nè, nó sẽ làm thơm thơm cái mùi hoa atiso và màu sắc rất đẹp ha.
rồi chúng ta sử dụng cái loại này. Rồi ngoài ra thì các chị mình sẽ sử dụng thêm đó là nước đường ha, nước đường Hàn Quốc, hoặc là các chị mình nấu nước đường theo công thức của Trung đã hướng dẫn ở những bài trước. Rồi bây giờ là các chị mình đã có các nguyên liệu cho món trà măng cụt rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với các bước, đó là chúng ta đi sơ chế các nguyên liệu nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đến với nguyên liệu đầu tiên, đó là chúng ta sẽ đến với lại phần là măng cụt và quả tắc. Thì măng cụt sau khi các chị mình mua về thì các chị mình sẽ rửa với lại nước muối cho sạch ha, để chúng ta có thể là sử dụng cái phần vỏ. Chút nữa là chúng ta trang trí là chúng ta sẽ cắt cái phần vỏ và chúng ta sẽ để cái phần vỏ này chúng ta trang trí lên trên ly luôn, nó sẽ giúp cho cái món của chúng ta nó đẹp hơn. Nên là các chị mình lưu ý là mình sẽ rửa sạch với lại nước muối, hoặc là các chị mình có thể là ngâm với lại nước muối trong vòng 5 phút để cho cái phần vỏ, cái phần mà vỏ của chúng ta nó sẽ được sạch hơn khi chúng ta chế biến cái món thức uống của chúng ta nha. Rồi quả tắc thì chúng ta cũng rửa sạch với lại nước ha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đến với lại nguyên liệu tiếp theo, đó là các chị mình sẽ đi ủ trà ô long. Thì đối với lại món này thì chúng ta sẽ không sử dụng lục trà lài, tại vì lục trà lài thì cái mùi nó sẽ thơm và nồng hơn cái mùi trà ô long. Mùi trà ô long thì màu sắc nó sẽ nhạt hơn và nó sẽ có cái vị là thanh hơn, và nó sẽ có vị chát nhẹ, và nó sẽ giúp cho đẩy được cái mùi thơm của siro mà hoa tiêu số đỏ và cái mùi thoang thoảng của măng cụt ha. Chúng ta sẽ không sử dụng lục trà lài, tại vì lục trà lài nó sẽ thơm mùi lài và cái mùi trà rất đậm, và nó sẽ làm cho cái mùi thơm của món trà của chúng ta sẽ rất là giảm đi. Nên là các chị mình sẽ sử dụng là trà ô long trong món này. Thì bây giờ là Trung sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị cách để mình đi ủ trà ô long. Rồi bây giờ là Trung sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị cách để mình đi ủ trà ô long nha. Thì đầu tiên là để ủ trà ô long thì các chị mình sẽ cần có là một cái túi vải. Túi vải đây, các chị mình sẽ sử dụng là túi vải ha. Thì đầu tiên là các chị mình sẽ cần là 25g trà ô long Minh Châu, các chị mình sẽ cho vào trong túi vải này. Sau đó là các chị mình sẽ rút miệng túi và mình sẽ rút cho chặt nha. Sau đó là các chị mình sẽ mở nắp bình ủ và mình sẽ cho túi vải vào. Sau đó là các chị mình sẽ tiến hành là đong giúp Trung là 1 lít nước sôi. Mình sẽ rót vào trong cái bình này. Sau đó là mình sẽ sử dụng kẹp gấp. Các chị mình sẽ nhúng cái phần túi vải xuống, cho cái phần túi vải cho nó ngập hết vào trong cái phần nước sôi nha. Sau đó là các chị mình sẽ tiến hành đậy nắp và mình sẽ cài đặt thời gian ủ trong vòng 20 phút. Sau khi mà các chị mình đã ủ được 20 phút rồi á, thì các chị mình sẽ tiến hành là mở cái phần bình ủ. Mình sẽ dùng kẹp gấp, mình sẽ nhúng cái túi vải lên xuống khoảng từ 4 đến 5 lần cho cái phần trà chúng ta nó sẽ ra hết vào trong cái phần nước sôi. Sau đó là các chị mình sẽ xoắn cái phần túi vải lại ha. Và mình sẽ đây, các chị mình sẽ xoắn cái phần túi vải như thế này, và mình sẽ vắt cho hết cái phần nước trong cái túi vải đi, và mình sẽ tiến hành là bỏ cái phần túi vải này ra. Sau đó là các anh chị mình sẽ cho vào trong cái bình ủ của chúng ta là 750g đá bi. Sau đó là mình sẽ cho thêm vào đây là 2g muối ăn, và mình sẽ khuấy đều cho cái phần đá nó tan hết trong cái phần nước trà ô long của chúng ta. Thì cái quá trình này được gọi là quá trình sốc nhiệt trà. Thì cái mục đích của chúng ta là sốc nhiệt trà như thế này á, thì nó có hai mục đích. Một là các anh chị mình sẽ sốc nhiệt để giữ được cái mùi thơm của trà ô long. Đó thì để chúng ta sẽ giữ được mùi thơm của trà ô long. Thay vì các chị mình để cho trà chúng ta nó nguội từ từ thì nó sẽ bay hết cái mùi thơm của trà đi. Rồi cái thứ hai đó là các chị mình có thể là sau khi mình khuấy cho tan đá rồi thì các chị mình có thể là sử dụng cái phần trà ô long này và mình sẽ đi pha cái món trà măng cụt của chúng ta liền luôn. Chúng ta không cần phải chờ đợi để cho trà nguội. Chúng ta không sử dụng trà nóng nha, tại vì trà khi các chị còn nóng á mà mình đi pha chế, thứ nhất là mình pha chế với trà trái cây á, thì mình rót cái phần trà nóng vào thì nó làm trà trái cây chúng ta nó sẽ bị giảm cái mùi thơm của trái cây. Và ngoài ra thì khi mà các chị mình sử dụng trà nóng và mình cho các nguyên liệu khác vào, ví dụ như tắc này, thì nhiều khi là rót trà nóng vào tắc á, nó sẽ làm cái vị nhẫn của cái phần tắc á nó đẩy lên và nó làm cho món chúng ta nó sẽ bị nhẫn đắng. Thứ cái thứ ba hai á là khi các chị mình rót cái phần trà nóng vào trong cái ly trà mà có cái phần tắc á, thì các chị khuấy đều lên á, thì nhiều khi là nó làm cho cái phần nhẫn đắng của tắc á, nó dậy lên và nó làm cho cái ly nước của chúng ta nó sẽ bị đắng. Và cái thứ hai đó là khi các chị mình trà thanh nóng mà mình sẽ cho đá vào á, thì đá nó sẽ bị tan ra và nó làm cho cái chất lượng của cái ly nước của chúng ta nó không đồng đều ha. Nên là các chị mình pha nước thì mình nên sử dụng là trà nguội thì công thức của chúng ta nó sẽ chuẩn nhất ha. Rồi thì đó là cách các chị mình ủ trà ô long. Các chị mình đã nắm rõ chưa ạ? Rồi nếu mà đã nắm rõ rồi thì chúng ta sẽ đến với các bước tiếp theo để chúng ta sơ chế các nguyên liệu nha. Bây giờ là các chị mình sẽ đến với bước là các chị mình đi ủ trà hoa đậu biếc. Thì trà hoa đậu biếc Trung đang sử dụng là của thương hiệu là Minh Châu ha. Thì các chị mình sẽ ủ theo tỷ lệ là 1g trà hoa đậu biếc, mình sẽ ủ với 100ml nước sôi. Mình sẽ cho là 1g hoa đậu biếc vào trong ca, rót 100ml nước sôi vào, đậy nắp lại và mình sẽ đợi là từ 5 đến 10 phút.
thì sau khi mà chúng ta đợi được 5 đến 10 phút thì chúng ta sẽ thu được đó là cái phần trà hoa đậu biếc ha. Thì đó là công thức của các chị mình sử dụng để mình đi mình ủ trà hoa đậu biếc để mình trang trí ha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đến với bước là chúng ta ra món luôn nha. Thì rồi bây giờ là các chị mình sẽ tiến hành là mình sẽ đi ra món nha. Đầu tiên là các chị mình sẽ sử dụng là một quả măng cục. Các chị mình sẽ cắt xung quanh cái phần vỏ ha, xoay đều. Rồi sau đó các chị mình sẽ tách ra và mình sẽ thu được đó là cái phần thịt của quả măng cục. Các chị mình sẽ cho vào trong ly nha. Bây giờ là các chị mình sẽ sử dụng là chì dầm. Các chị mình sẽ dầm sơ cái phần quả măng cục ha, để cho chúng ta lấy được cái phần mùi thơm của quả măng cục. Tiếp theo là các chị mình sẽ đông giúp Trung là 30ml siro hoa atiso đỏ nha. Rồi mình sẽ rót vào trong ly là 30ml siro hoa atiso đỏ. Rồi bây giờ là các chị mình sẽ tiến hành là cho đá vào trong ly nha. Rồi bây giờ là các chị mình sẽ tiến hành là đông giúp Trung là 120ml trà ô long. Tiếp theo là các chị mình sẽ cho vào trong cái trà của chúng ta là 25ml nước đường. Tiếp theo là các chị mình sẽ sử dụng là 5ml nước cốt tắc. Chúng ta cho vào trong trà luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khuấy hỗn hợp trà lên. Rồi Trung nhắc lại nha, trong cái hỗn hợp trà của chúng ta là sẽ có là 120ml trà ô long, 25ml nước đường và 5ml nước cốt tắc. Rồi các chị mình sẽ khuấy đều lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ rót vào trong cái ly trà của chúng ta. Chúng ta sẽ cho thêm đá nha. Rồi bây giờ là tiếp theo là các chị mình sẽ sử dụng là 10ml trà hoa đậu biếc. Các chị mình sẽ tiến hành là rót 10ml trà hoa đậu biếc lên trên cùng nha. Rồi các chị mình thấy là cái ly nước chúng ta nó đang rất là đẹp và rất hấp dẫn nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ trang trí lên trên cùng là một quả măng cục ha. Các chị mình sẽ cắt xoay đều cái phần vỏ quả măng cục nè. Và mình sẽ tách cái phần chúng ta sẽ tách lấy cái phần ruột ở bên trong. Đó, rất đẹp. Để cho cái phần sau khi mà các chị mình đã tách đôi cái phần quả măng cục rồi á, và để cho cái phần măng cục chúng ta là nó sẽ để lên trên cái phần ly mà nó không có bị tràn nước á, thì các chị mình sẽ sử dụng một cái xiên que ha. Các chị mình sẽ xiên cái phần vỏ măng cục. Nó sẽ hơi cứng một xíu nha. Tại vì các chị mà mình không làm bằng cách này á, mà mình để lên trên á, thì chắc chắn là nó sẽ tràn nước ra ngoài luôn. Đó, bây giờ các chị mình sẽ để như thế này. Rồi sau đó là các chị mình sẽ tiến hành là trang trí thêm một ngọn lá bạc hà lên trên cùng ha. Rồi thì đây là chúng ta đã hoàn thành xong một ly là trà măng cục rồi. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong một ly là trà măng cục rồi các chị. Thì các chị mình thấy là một ly này rất là đẹp và rất là hấp dẫn ha. Ở dưới tầng dưới nè là chúng ta sẽ có cái màu đỏ đậm nè. Tiếp theo là ở tầng trần giữa là chúng ta sẽ có cái màu là vàng vàng, nhưng mà nó sẽ loang giữa hai màu, đó là màu đỏ với lại màu tím. Nó tạo thành một cái màu là vàng nhưng mà nó cũng không phải vàng mà nó cam cam hồng hồng ha. Tầng trên cùng là chúng ta sẽ có màu tím rất là đẹp luôn. Đó, thì cái món này thì Trung sẽ chia sẻ một cái giá cốt ha. Thì đối với là món này thì giá cốt nó sẽ hơi cao một xíu.
Tại vì hiện tại là đang là đầu cái phần mùa măng cụt á, thì măng cụt của chúng ta hiện tại nó đang có giá là hơi cao. Thì đối với lại ly này thì một ly từ trên xuống dưới như thế này nó sẽ có giá cốt là 18.000 một ly, đã bao gồm ly muỗng hút mang về. Rồi, thì đây là một cái ly mà Trung đang sử dụng là hai quả măng cụt. Bây giờ là Trung sẽ chia sẻ cách để giảm giá cốt cho các anh chị ha. Nếu anh chị nào mà mình đang bán mà mình muốn giảm giá cốt để mình có thể là bán giá nó bình dân hơn, thì các chị mình sẽ sử dụng là một quả măng cụt thôi. Là một là các chị mình sẽ dầm ở dưới, hai là các chị mình sẽ không dầm ở dưới mà các chị mình chỉ trang trí lên trên cùng thôi. Và thay vào đó là các chị mình sẽ sử dụng là một vá trân châu ba quy để chúng ta làm topping ăn kèm. Thì món này nó sẽ giảm khoảng là 4 đến 5 ngàn. Thì chúng ta sẽ nằm giá là khoảng từ 12 đến 13 ngàn một ly thôi. Nếu các chị mình bỏ đi một quả măng cụt và thay vào đó là bằng một vá trân châu ba quy ha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một ly là trà măng cụt 3 tầng rồi, màu sắc rất đẹp. Khi các chị uống vào nha, đầu tiên cảm nhận là các chị mình sẽ thấy cái vị là chu thanh nè, nó thơm mùi cái phần trà hoa atiso, và nó sẽ thơm thoang thoảng cái mùi măng cụt rất là nhẹ, và nó sẽ có cái vị là hơi chát chát của trà ô long, nhưng mà nó sẽ có vị ngọt ngọt chua chua nữa. Nói chung cái món này uống giúp cho nó giải khát rất là tuyệt vời luôn và rất là đẹp luôn ha. Anh chị mình bán là trong những cái quán á, mà làm decor y chang như là Trung hướng dẫn này, thì chắc chắn là các chị mình sẽ ghi điểm trong cái mắt của khách hàng rất là nhiều. Rồi, thì Trung xin chúc tất cả các chị mình thực hành món thành công và cập nhật vào trong video hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo. Xin chào. Bây giờ là Trung sẽ giới thiệu về cách thức học của Trung tâm Pha Chế Kinh 3 nha. Thì hiện tại ở Trung tâm Pha Chế Kinh 3 đang có hai hình thức để học. Thứ nhất là các chị mình có thể là mua sách ha. Mua sách ở đây thì Trung tâm Pha Chế Kinh 3 đang có một bộ sách có tên là Công thức Pha Chế Kỷ Nguyên 4.0. Thì đối với lại cái bộ sách này thì đó là tâm huyết của Trung, là Trung đã viết ra và cập nhật những cái món hot trend hiện nay về trà sữa ha. Thì trong cái bộ sách này thì sẽ có là 8 chuyên đề. Nó sẽ bao trùm hết tất cả các menu của các quán trà sữa hiện nay. Ví dụ như là các chị mình sẽ có chuyên đề đầu tiên là chuyên đề về topping nè, chuyên đề thứ hai là chuyên đề về trà sữa, chuyên đề thứ ba là chuyên đề về trà trái cây, chuyên đề thứ tư là chuyên đề về trà chanh trà tắc, chuyên đề thứ năm là chuyên đề về các món đá xay, chuyên đề thứ sáu là chuyên đề về trà hoa giải nhiệt, chuyên đề thứ bảy là chuyên đề về rau má mít, các món rau má ha. Rồi chuyên đề thứ 8 đó là chuyên đề về miro dầm. Đó thì đó là 8 chuyên đề nằm trong cái bộ sách của Trung biên soạn ha. Thì đối với lại cái bộ sách này thì sẽ dành cho các anh chị mình thích đọc. Ngoài ra thì trong cuốn sách này nó sẽ có cái hình ảnh minh họa sau khi mà các chị mình ra món ha. Đó, ví dụ như là mình sẽ có cái món là trà nho tứ quý đi. Đó thì sau khi làm xong thì các chị mình sẽ ra được cái hình dạng như thế này. Thì đây là cách decor để các chị mình có thể là học hỏi theo ha. Thì trong cái cuốn sách này thì Trung là biên soạn rất là chi tiết và cụ thể từng mục luôn. Ví dụ như từng món thì mình sẽ có các bước như là ủ trà nè, rồi mình sẽ bước thứ hai là mình sẽ đi pha chế nè. Chúng ta sẽ có từng bước để chúng ta sẽ làm từ đầu đến cuối luôn. Nên là các chị mình cho dù anh chị nào mình chưa biết về pha chế luôn, mình cầm cuốn sách này lên mình đọc thì mình cũng rất là dễ hiểu ha. Đó thì đó là hình thức học, đó là mình mua sách. Đó rồi đối với lại hình thức thứ hai đó là các chị mình sẽ học online. Học online thì sau khi mà các chị mình đã được tư vấn rõ về cái nội dung của khóa học thì Trung sẽ cho các chị mình vào trong một cái group, và trong group này thì Trung đã sẽ có liệt kê hết tất cả những cái món đã được ghi hình sẵn nè, và mình sẽ được học theo dạng là video, và trong video này là nó sẽ hướng dẫn, Trung sẽ là người hướng dẫn trực tiếp và được hướng dẫn rất là chi tiết ha, từng bước luôn, từng bước từ nào là sơ chế nè, rồi chuẩn bị nguyên liệu nè, rồi các bước thực hiện như thế nào, rồi mình trang trí như thế nào luôn, thì sẽ được liệt kê từ đầu đến cuối tất cả các chuyên đề mà nãy Trung mới đọc ra cho các chị mình tham khảo đó, thì nó sẽ được liệt kê trong cái nhóm này, và các chị mình sẽ học theo thứ tự để mình sẽ nâng trình độ mình từ level 1 đến level 100 ha. Đó thì trong cái khóa học này nó sẽ gồm là 8 chuyên đề và gần là 100 món luôn. Đó cho các chị mình tha hồ mình update vào trong cái menu của chúng ta. Đó thì khóa học online và khóa học và bộ sách này thì hiện tại là Trung đang có giá rất là ưu đãi nha. Đối với lại khóa học online thì trước đây là đang có giá là 3 triệu cho một khóa. Thì đối với lại khóa học của chúng ta Pha Chế Kinh 3 là không giới hạn về thời gian. Có nghĩa là các chị mình sau khi mình đã tham gia vào trong nhóm rồi á, là các chị mình sẽ học vĩnh viễn. Trước đây là đang có giá là 3 triệu và hôm nay đặc biệt Trung sẽ có chương trình giảm giá là giảm còn 500 ngàn một khóa ha. Khóa online đó rất là hời luôn, từ 3 triệu giảm còn có 500 ngàn thôi. Nên là anh chị nào mình quan tâm tới khóa học online học bằng video thì comment xuống bên dưới là học online ha, sẽ được có được nhân viên và sẽ hướng dẫn cho các thức các chị mình để liên hệ để mình được tư vấn kỹ hơn trước khi mình đăng ký khóa học đó. Rồi còn đối với lại bộ sách
công thức pha chế kỷ nguyên 4.0 thì ngày hôm nay Trung sẽ có chương trình giảm giá luôn. Giá gốc là 1,5 triệu một bộ. Hôm nay Trung tri âm cho tất cả các chị luôn, giảm 60%, còn 500.000 một bộ. Đó. Thì một cuốn bộ sách như thế này nó sẽ tiền in nó sẽ là khoảng 300.000 một bộ. Và phần còn lại thì đó thật ra chỉ là để duy trì cái trung tâm pha chế cách 3 thôi. Nên các chị mình đừng có nghĩ là 500.000 là mắc nha. Nên là các chị mình nếu anh chị mình muốn sở hữu được bộ sách của công thức pha chế trà sữa thì các chị mình cũng comment xuống bên dưới là mua sách để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ cách thức mua hàng. Thì Trung sẽ chúc cho tất cả các chị mình thực hành món thành công và cập nhật vào menu hiệu quả. Hẹn gặp lại các chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các chị mình thấy video này là hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Pha chế Kênh 3 để tạo cho Trung thêm nhiều nguồn động lực để Trung sẽ sản xuất ra nhiều video thật là hấp dẫn và cập nhật vào những hot trend mới để các chị mình có thể là làm theo và mình có thể là kinh doanh hiệu quả. Thì nếu các chị mình đang quan tâm tới các nguyên liệu hoặc là các khóa học của Trung tâm Pha chế Kênh 3 thì các chị mình vui lòng là comment xuống bên dưới, hoặc là các chị mình có thể là gọi vào số hotline đang chạy dưới màn hình để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ cách thức mua hàng. Ngoài ra thì các sản phẩm của bên Trung tâm Pha chế Kênh 3 đang có mặt tại các sàn như là Shopee nè, Lazada nè. Ngoài ra thì sẽ có link web mà để các chị mình có thể là mua trực tiếp tại Trung tâm Pha chế Kênh 3. Thì hẹn gặp lại các chị những video tiếp theo, mình sẽ cùng học những món mới nha. Bye bye.